Một trong cái cách nướng đu rất là đặc biệt của người Đài Loan ấy là nướng trong một cái lu sắt nha mọi người. Thì cái lu này là mọi người có thể nướng được gà, vịt, heo rồi là kể cả ngỗng nữa, hay là chim cút đều được. Với những cái con mà to hơn một chút ấy thì thời gian nướng của mình nó sẽ dài hơn một chút. Còn với những cái con mà nó nhỏ hơn thì mình sẽ nướng ngắn hơn một chút. Với những cái loại như là vịt hoặc là ngỗng ấy thì mình sẽ phải xử lý cái mùi hôi của nó trước, là mình sẽ phải sát với rượu này, với muối này, hoặc là với gừng ấy để cho nó thơm. Sau đó thì mọi người sẽ cắm lên cái giá treo ở trong cái lò nướng này. Thì cái lò nướng này là bên em đang bán một bộ là đầy đủ, một lò nướng là có kèm lóc này, rồi có kèm theo cả cái giá treo gà như vậy nữa. Thì mọi người sẽ treo cái con vật mà mình nướng lên, sau đó là mình sẽ thả vào trong cái lò và mình nướng thôi. Nướng thì rất đơn giản, mọi người có thể dùng củi, dùng ga hoặc là dùng than cũng được. Tuy nhiên thì nếu như mà dùng than thì cái nhiệt lượng nó không đủ, nên là nó sẽ không có được vàng cho lắm nha. Nếu mà than thì phải rất nhiều than, hoặc là lửa thì mọi người cũng phải canh để đốt lửa lớn một chút. Cái này mọi người nướng thì mọi người không cần phải lo đến cái vấn đề là nó sẽ bị khô đâu. Tại vì bên dưới thì đã có sẵn một cái tô nước rồi, nên là cái con vật của mình nó nướng nó sẽ bên ngoài thì vàng giòn, nhưng mà bên trong thì vẫn rất là ngon nha. Nướng thì đương nhiên là mình sẽ có những cái giai đoạn như kiểu là nướng lúc đầu là mình sẽ nướng lửa nhỏ này, để cho nó chín đều từ bên ngoài và bên trong. Sau đó là mình sẽ nướng lửa lớn là để cho nó vàng đều ở bên ngoài. Thì cái cách nướng này nó sẽ giữ được cái vị ngon nguyên bản của cái thịt. Và ngoài ra thì những cái tinh túy nhất nó sẽ được rớt xuống cái tô bên dưới, và mọi người có thể sử dụng để làm nước lẩu này, nước súp này, hoặc là nấu cháo rất là ngon nha. Hiện tại thì cái món này thì em cũng đang bán tại Đà Lạt, tại tiệm nướng Mêli rồi. Sau khi thử nghiệm và bán một thời gian thì khách review rất là tốt và ok. Sau đó thì em đã làm thêm cái lò nướng này để bán cho anh chị em mình. Giá một chiếc lò nướng chỉ 1.540.000 thôi, đang có giá khuyến mại nha mọi người. Mọi người mua 2-3 chiếc về là có thể mở một cái cửa hàng nhỏ nhỏ để kinh doanh bán cái món gà này rồi. Bán mang về cũng được, mà bán ăn dùng tại chỗ cũng rất là ngon. Cái món này thì mọi người sẽ ăn kèm với rau sống này, nước chấm này. Cái công thức nước chấm thì bên em cũng sẽ có thể chia sẻ với mọi người được luôn. Và cái cách nướng gà làm sao cho ngon thì bên em cũng có chia sẻ. Nếu mà anh chị em nào mà không muốn nướng gà thì cũng có thể nướng vịt cũng được. Rất nhiều những anh chị em mà đang kinh doanh cái món vịt nướng ở Việt Nam này rồi là bắt đầu mua cái lò này về để bán thêm ấy. Ý là nướng thêm để bán thêm cho nó có thêm món ấy. Và các anh làm cũng rất thành công nha. Sắp tới thì em nghĩ chắc chắn là sẽ có rất nhiều bên cũng sẽ mở ra và bán cái món này. Cũng có những bên là họ đang bán những cái lò bằng inox ấy, thì em thấy rằng là cái giá thành nó khá là cao. Lò inox thì nó rơi vào khoảng tầm gần 5 triệu một cái lận. Và cái giá thành như vậy thì thay vì mình mua một cái thì mình có thể mua được 3 cái. Mua được 3 cái của bên em để khởi nghiệp thì nó sẽ dễ dàng hơn. Ngoài ra thì inox thì em thấy là nó được một cái là nó sẽ sạch sẽ hơn, không rỉ rỏ hơn, nhưng mà cái truyền nhiệt của inox nó sẽ không bằng được thép nha mọi người. Nên là anh chị em mình có thể cân nhắc cái vấn đề mà để khởi nghiệp kinh doanh. Đương nhiên thì trong mỗi một bộ như vậy là em đã có đầy đủ giá treo gà rồi, cả cái cây móc. Cây móc để mọi người có thể nhấc được cái con gà ở trong lò khi mà đang nướng, đang nóng ra. Và nướng xong thì mình sẽ phục vụ khách một cái giá treo gà như vậy. Khách có thể là ăn tới đâu cắt tới đó, hoặc là mình cắt ra cho khách luôn. Phục vụ kèm nước chấm, rau sống. Ở Đà Lạt và vùng Tây Nguyên thì sẽ bán kèm thêm cái cơm lam nữa nha mọi người. Ăn kèm với cơm lam thì rất là ok. Anh chị muốn đặt hàng thì có thể lên cái website của bên em là meli.vn để đặt hàng. Bên em đang có cái mức giá ship đồng giá là 35.000. Còn nếu mà anh chị em là đặt ở những cái chỗ khác ấy thì giá ship nó sẽ cao hơn, nó sẽ khoảng tầm 100.000 nha. Hiện tại thì lò đang làm bằng thép và bên ngoài thì em có sơn đầy đủ rồi, nên là mọi người không có sợ bị dị. Ngoài ra thì đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và sử dụng với cái độ bền được rất là lâu luôn. Mọi người không có sợ bị hỏng hóc đâu. Mình nếu mà muốn đốt bằng ga thì mọi người chỉ cần mua một cái đầu kho ga, mọi người về mọi người nhét vào bên trong là mọi người có thể đốt được rồi. Cái cách nướng gà thì cũng không khó đâu, và đã có một cái tờ giấy hướng dẫn đầy đủ ở bên trong rồi. Mọi người có thể mua về để khởi nghiệp kinh doanh ngay từ hôm nay nha.